Xem Rivet, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khởi đầu cho trận cuối cùng của cái cuốn giáo trình này ha. Và bài ngày hôm nay chúng ta học sẽ là bài 16. Và nội dung trong này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn từ bài tập số 1 cho đến bài tập số 5. Và nội dung chủ yếu trong video ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ học sang một cách mới của tiếng Nga. Đó là về cách số 3. Thì nói nôm na và một cái nghĩa mà chúng ta sẽ hay thường nhất ở trong cách số 3 đó chính là cho ai. Về cho cái gì kiểu như vậy. Thì cụ thể là sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy nhìn cho mình vào cái bài tập số 1 ở đây. Thì ở đây chỉ là một cái bài test để người ta mở đầu cho tất cả các bạn về cái phần ngữ pháp. Thì ở đây mình sẽ dịch nghĩa cho tất cả các bạn ha. Завтра у Виктора день рождения, и он пригласил меня в гости. Thì câu này là câu cơ bản đối với lại trong cái bài trước thì mình cũng đã dịch hiểu qua rồi ha. Thì đơn giản đó là ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của Victor và cậu ấy đã mời mình đến chơi đến dự sinh nhật đấy. Что ему подарить? Các bạn để ý cho mình ở đây. Cái từ ему là cái từ mà các bạn chưa bao giờ gặp ở trước đây. Thì đây chính là cái đại từ nhân xưng ở trong cách số 3. Thì cái câu này chúng ta sẽ hiểu đó là bạn sẽ tặng gì cho Victor. Chữ emu này chính là đại từ nhân xưng để thay thế cho cái từ Victor chỗ này. Và nó nằm thuộc cách 3 như mình nói từ ban đầu, đó là tặng cho ai. Thì sẽ là emu ha. Valoria trả lời tiếp này. Jakubin Victoru Encyclopedistiski Spravochnik Санкт-Петербург Петроград Ленинград. Это очень хорошая книга. Rồi thì ở đây các bạn sẽ để ý tiếp cho mình, đó là cái từ Victoru. Như bình thường chúng ta đã học ở trong các bài trước thì ví dụ như ở dạng cách 2 á thì chúng ta sẽ có từ là Victora, đúng không? Nhưng mà ở đây thì người ta sẽ chuyển thành Victoru. Thì cái chỗ này cũng là cái cách ở dạng số 3, là tớ đã mua. Mua cái gì? Mua cái cuốn, cả cái cụm này, Encyclopedistiski Spravochnik. Nó có nghĩa là cái cuốn từ điển bách khoa toàn thư á. Cho ai? Cho Victor. Được chưa? Chỗ này bạn hiểu cái từ Victoru có nghĩa là cho Victor. Rồi về cái đoạn phía sau thì nó không cần quan trọng lắm. Thì bắt đầu, bây giờ về cách 3 thì các bạn hãy chuyển cho mình đến bài tập số 2 để mình giảng giải cụ thể hơn về cái phần ngữ pháp ở chỗ này ha. Ở trong bài tập số 2 này thì chúng ta sẽ có một cái bảng nó chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên đó là các bạn sẽ gặp qua cái trường hợp của số ít. Đây, trường hợp của số ít. Và trường hợp số 2 là trường hợp ở số nhiều là đây. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái trường hợp của số ít trước ha. Thì đối với lại giống đực và giống trung thì các bạn nhìn vào cái cuối đuôi của nó khá là giống nhau. Chúng ta có u và iu. Nhưng mà thôi, ở đây thì mình sẽ nói từ từ từng cái một nhé. Đầu tiên chúng ta đi vào cái phần của giống đực. Thì như ở cách 1 chúng ta được học qua thì giống đực nó có kết thúc là bằng phụ âm, hoặc là bằng mekiznak, hoặc là bằng ikrakem. Thì đối với trường hợp nếu như nó kết thúc là bằng phụ âm thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình vào đó là nguyên âm u nữa. Ví dụ student chúng ta sẽ có thành studentu. Theater thì các bạn sẽ cộng thêm thành theatru. Lấy trường hợp như bài tập số 1 lúc nãy chúng ta được gặp qua, cái tên Victor thì nó kết thúc là bằng chữ R là phụ âm. Như vậy thì người ta khi mà chuyển về sang cái 3 thì người ta sẽ cộng thêm cho nguyên âm u vào là thành Victoru. Đối với trường hợp của Mekiznak và Ikrake thì các bạn sẽ chuyển Mekiznak và Ikrake thành chữ EU ở đây cho mình. Lấy ví dụ ở đây Privatovacin thì các bạn sẽ chuyển thành là Privatovacin Lu. Slavar thành Slavaru. Alexei Alexeyu. Muzi thành Muziu. Cũng tương tự như vậy đối với lại giống trùng, các bạn nhìn đây thì chúng ta có nè O, yeah và yeah. Thì các bạn sẽ chuyển cái từ O chỗ này thì sẽ thành chữ U cho mình.
Trong trường hợp này chúng ta có từ ignore thì nó sẽ chuyển thành là ignore. Còn với lại EEM thì các bạn sẽ chuyển cho mình là thành EU ha. Kể cả EEE thì các bạn vẫn giữ nguyên chữ E ở đầu phía trước và vẫn chuyển chữ EEE phía sau thành là chữ EU. Ở đây, more thành moru, zdanya thành zdanyo, được ha. Còn về trường hợp của giống cái thì chúng ta sẽ có kết thúc là bằng đuôi A, đuôi IA, đuôi IIA và đuôi Mekiznut. Thì trong trường hợp của A và IA thì các bạn sẽ chuyển A và IA thành IE cho mình. Người ta lấy ví dụ ở đây chúng ta có này, Studenka thì các bạn sẽ chuyển thành là Studenka. Komnata thành Komnata, Tanya thành Tanya, Zrevnya thành Zrevnya. Còn trong các trường hợp còn lại, nếu như nó kết thúc là bằng đuôi IIA và đuôi Mekiznut thì các bạn sẽ chuyển cái chữ IIA và cái chữ Mekiznut này nó thành chữ Y cho mình, Y dài ha. Thì Maria thành Mari, Auditoria, Auditori, Plosh, Plosh. Thì đối với cách 3 thì nó trong nó về phần ngữ pháp nó cũng tương đối đơn giản. Mình sẽ nói lại một chút về cái dạng số ít chỗ này nhé. Thì đối với giống đực và giống trung thì chúng ta chỉ có hai đuôi là đuôi U và đuôi IU. Thì đối với trường hợp của U thì nếu như là cái từ đó là nó kết thúc là bằng phụ âm và cái thứ hai hoặc nó kết thúc bằng O thì các bạn sẽ là cộng thêm U hoặc là thay O là bằng U vào. Còn trong tất cả các trường hợp còn lại thì các bạn sẽ chuyển cho mình là thành đuôi IU hết. Còn đối với là giống cái thì chúng ta chỉ có là A và IA sẽ chuyển thành IA. Còn lại trong tất cả các trường hợp còn lại thì các bạn sẽ chuyển là thành đuôi I cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong cái phần của số ít. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng số nhiều. Ở trong cái dạng số nhiều này thì chúng ta sẽ chỉ có hai đuôi. Đó là đuôi A và đuôi IA. Thì chỗ này các bạn sẽ lưu ý một tí thôi. Đó là nếu như nó kết thúc nè. Ở đây chúng ta có là cái từ Studen khi mà ta chuyển sang dạng số nhiều thành Studentu. Thì nói chung nó vẫn kết thúc là ở đây là bằng phụ âm á. Thì các bạn sẽ cộng cho mình là đuôi am vào. Hoặc nếu như ở chỗ này chúng ta có từ Komnata, người ta chuyển thành Komnatu. Thì ở chỗ này các bạn cũng sẽ thêm được cái đuôi am vào. Và đuôi akna chỗ này ví dụ như là O thì các bạn sẽ chuyển sang dạng số nhiều, đó là thành là akna. Và khi chuyển sang cách 3 thì chúng ta sẽ nói là thành akna. Còn trong tất cả các trường hợp còn lại thì các bạn hãy chuyển cho mình về cái dạng đuôi iam hết. Chúng ta chỉ nhớ là những cái trường hợp nào mà là chúng ta cộng am thôi. Thì để mà cho chắc chắn thì các bạn hãy sử dụng cái app tra danh từ ở tất cả các mà trong các bài trước mình đã giới thiệu qua. Thì khi sử dụng cái app đấy thì bạn sẽ biết rõ và chắc chắn hơn, đó là khi nào thì sẽ sử dụng am và khi nào sẽ sử dụng là đuôi iam ha. Và ngoài ra thì nó có thêm một cái trường hợp và một số từ thì nó thuộc trường hợp dạng đặc biệt. Ví dụ như đây người ta đưa ra đó là từ march thì các bạn khi chuyển sang cách 3 chúng ta sẽ thành là marchery. Và từ doge các bạn sẽ chuyển thành là dogery. Thì những cái trường hợp đặc biệt này thì nói chung là chúng ta chỉ có quyền được nhớ thôi chứ còn lại là không thể làm gì khác được ha. Thì nên là để chắc chắn thì trong tất cả các từ khi mà học sang mỗi cách khác nhau thì như mình đã nói, các bạn cố gắng hãy tra cái từ điển đó cho mình ha. Thì để nhớ cho nó tốt hơn thôi. Rồi, sau khi mà xong cái bài số 2 này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập số 3 cho mình nhé. Ở trong cái bài tập số 3 này là một cái bài tập mà người ta liệt kê cho tất cả các bạn những cái động từ mà khi đi sau những cái động từ này thì chúng ta có thể sử dụng cái cách số 3. Và trong trường hợp đầu tiên này thì người ta sẽ sử dụng cho với cái từ đó là kamu, có nghĩa là cho ai. Thì như ở trong cách 1 chúng ta có cái từ kato có nghĩa là ai. Thì bây giờ khi chuyển sang cách 3, kamu có nghĩa là cho ai. Các bạn để ý trọng âm ở chỗ này cho mình nhé. Đó là chúng ta đọc là kamu chứ không đọc là komu. Được chưa nào? Ở đây thì có khá là nhiều cái động từ. Cũng đều là những cái động từ mà chúng ta đã được học qua ở các bài trước rồi. Thì ở chỗ này mình sẽ chỉ lưu ý thêm cái động từ cuối cùng là cái động từ mà mình nghĩ là chắc là trước đây các bạn ít khi được gặp, đó là động từ Zavidavat. Và động từ hoàn thành của nó là Bazavidavat, có nghĩa là ghen tuông một cái gì gì đấy.
Thì khi sử dụng những cái động từ này thì chuyển sang các ba thì các bạn sẽ cộng đây các danh từ mà khi chuyển sang các ba nó như thế nào thì trong bài 2 chúng ta đã được học như thế này. Thì các bạn cứ nhớ một cái nghĩa đơn giản nhất của nó, đó là chúng ta sẽ nói là cho ai là được. Mình lấy ví dụ động từ đầu tiên das Prodavcu có nghĩa là cho người bán hàng, darit Podruge có nghĩa là tặng cho bạn gái, pakupat sistre có nghĩa là mua cho chị gái, mua cho em gái, prinesti drugu có nghĩa là mang đến cho người bạn, poslat matri có nghĩa là gửi cho mẹ, pakazivat dochri có nghĩa là chỉ cho em gái, hoặc chị gái cũng được, pomagat asu có nghĩa là giúp bố, mesaprato có nghĩa là làm phiền anh trai hoặc em trai, gavrit decano có nghĩa là nói cho cái người quản lý, Abiesnis studentam giải thích cho sinh viên, Advichap ribatavacinu có nghĩa là trả lời giáo viên, Pisarajicinlam có nghĩa là viết cho bố mẹ, Raskazivadruziam kể cho bạn bè, Sabsat Asu có nghĩa là nhắn tin cho bố, Zvanit mame gọi điện cho mẹ, Savetvadrugu có nghĩa là khuyên bạn bè, Abishat Padruge có nghĩa là hứa bạn gái, ở đây hứa với bạn gái nhé. Very Pribadavachinlu tin vào giáo viên, Zavidavastudinke có nghĩa là ghen với lại cái cô sinh viên kia. Tiếp tục thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập số 4 cho mình nhé. Ở trong cái bài tập số 4 này thì chúng ta sẽ bắt đầu đó là làm cái bài tập để thực hành với lại cái phần lý thuyết mà chúng ta được học ở trong bài số 2, bài số 3 ha. Thì trước hết mình muốn đó là các bạn sẽ nhìn qua cái mẫu trước của cái bài này. Người ta sẽ đưa ra một cái câu nói và nhiệm vụ của tất cả các bạn đó là bạn sẽ đặt câu hỏi với lại câu nói đấy. Ở đây ví dụ Alexei Don Drugnigu nó có nghĩa là Alexei đã cho người bạn cái quyển sách. Thì cái câu hỏi người ta muốn tất cả các bạn đặt theo nghĩa tiếng Việt đó là Alexei đã cho cái quyển sách này cho ai? Thì như mình nói cho ai, chúng ta sẽ dùng là từ Camus. Và trong câu hỏi thì đối với là ngữ pháp tiếng Nga, từ Camus chúng ta sẽ, từ để hỏi chúng ta sẽ được đưa vào đầu câu. Và sau đó thì cái phần còn lại thì các bạn sẽ dường như tất cả các bạn viết lại là coi như là ok rồi, không sao cả. Ở đây có tất cả 8 câu thì mình sẽ làm mẫu thêm cho tất cả các bạn 2 câu nữa. Ở đây chúng ta có cái câu đầu tiên này. Каждый месяц Андрей пишет письма матери Асу и брату. Thì trước tiên chúng ta hiểu cái câu này theo nghĩa tiếng Việt trước. Đó là mỗi tháng thì Andrei đều viết thư cho mẹ, cho bố và cho này các bạn dịch em trai hoặc anh trai vẫn được ha. Thì như vậy cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra đó là mỗi tháng Andrei viết thư cho ai? Như vậy cho ai thì mình sẽ đưa cái từ Camus ra đầu câu và cho nè, cho mẹ nè, cho bố và cho anh em trai đấy, thì mình chỉ cần bỏ đi cái đoạn này và mình copy từ đầu là từ каждый месяц cho đến письма, каждый месяц Andrei пишет письма. Rồi như vậy để hoàn thiện câu này thì chúng ta sẽ nói là Camus каждый месяц Andrei пишет письма, như vậy là xong ha. Tiếp tục sang câu số 2. John послал другу телеграмму. Thì ở đây các bạn sẽ có nè. John đã gửi cho người bạn của anh ấy cái telegram à. Như vậy thì cái từ để hỏi tiếp tục chúng ta vẫn dùng đó là cái từ Camus. Camus này nó sẽ thay thế cho ai? Nó sẽ thay thế cho cái từ Drugu chỗ này. Thì bạn chỉ cần đặt Camus vào đầu câu và copy nguyên tất cả cái đoạn còn lại và đặt dấu hỏi, như vậy là xong. Thì câu này chúng ta sẽ viết đó là Camus John Baslan Telegram 1. Ok ha. Các câu còn lại thì các bạn hãy tự làm cho mình và sau đó hãy kiểm tra đáp án nhé. Sau khi làm xong thì hãy chuyển sang cho mình để bài tập số 5. Trong bài tập số 5 này là cái bài tập nó sẽ ngược lại cho cái bài tập số 4 một tí. Thì đối với bài tập số 4 chúng ta đặt câu hỏi, còn ở trong bài tập số 5 thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi và sử dụng những cái từ trống ngoặc.
Thì ở cái bài tập số 5 này chính là cái bài tập mà sẽ luyện tập cho tất cả các bạn cái bản ở bài tập số 2. Thì ở đây khi mà người ta hỏi là Camu như thế này thì các bạn sẽ nhìn vào cái dấu ngoặc chỗ này. Thì dựa vào cái tên hoặc cái danh từ mà người ta cho ở đây thì các bạn hãy chuyển nó sao cho đúng về cái mặt ngữ pháp như ở trong cái bản số 2 mình đã nói qua. Thì ở đây có 16 câu và mình sẽ làm mẫu cho tất cả các bạn hai câu đầu tiên ha. Đầu tiên chúng ta nhìn nè. Câu số 1. Kamu ni no pokazan la photography. Hiểu nghĩa trước nè. Nina đã cho ai xem những cái bức ảnh. Thì từ mà người ta cho trong ngoặc đây là từ Zenis. Thì như vậy là cho ai, chúng ta sẽ hiểu đó là cho Zenis. Như vậy khi chuyển sang cách 3 thì các bạn sẽ là gì? Chữ Zenis chỗ này thì nó kết thúc bằng chữ S là một cái phụ âm. Như vậy thì phụ âm chúng ta sẽ cộng thêm cho mình đó là chữ U ha. Thì các bạn sẽ chuyển thành là Zenisu. Được chưa nào? Tiếp tục thì sang câu số 2 chúng ta có Kamu studente raskazvali of film. Hiểu nghĩa trước nè. Các sinh viên đã kể về bộ phim cho ai? Thì ở đây cái từ trong ngoặc người ta cho là Privatavotin. Thì cái từ này cũng là thuộc trường hợp của giống được. Như vậy thì chúng ta sẽ có xác định nó là từ Mekiznut nè. Thì chỗ này các bạn sẽ chuyển cho mình nó là thành chữ EU. Như vậy thì bạn chỉ cần nói là Privatavotin được. Thì trong hai câu mà mình vừa nói qua thì mình chỉ là nói về cái mặt ngữ pháp là chủ yếu thôi. Là mình chỉ nói là Zenitsu Privatavotin luôn, chứ mình chưa nói hoàn thiện câu. Còn khi các bạn làm, mình mong đó là các bạn sẽ trả lời cho nó đầy đủ cái ý của người ta nhé. Ví dụ như câu số 1 thì chúng ta sẽ nói đầy đủ là Nina pokazan la photography Zenitsu. Và câu số 2 đó là chúng ta sẽ nói là Studente raskazvali Privatavotin luôn of film. Đấy, biết đầy đủ ra câu như vậy ha. Rồi các câu còn lại thì các bạn hãy tự làm cho mình và sau đó sẽ kiểm tra đáp án nhé. Thì coi như bài ngày hôm nay của chúng ta thì về cái phần khởi động cho cái phần ngữ pháp mới nên là mình sẽ chỉ giảng giải từ bài 1 đến bài số 5 thôi ha. Thì mình mong là các bạn sẽ hoàn thiện xong cái bài tập số 4 và bài tập số 5. Và nếu mà bạn còn tinh thần thì hãy chuyển sang cái bài tập tiếp theo cho mình ở trong video tiếp theo nhé. Mình là Woso, Paka Paka.